Vũ Việt Nam liên tục gặp sự cố sau đêm đăng quang. Sau 3 ngày diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Một Kim Duyên và Á hậu Hai Thúy Vân đã từ Nha Trang trở về thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu lịch trình làm việc mới. Ban đầu, top 3 dự kiến sẽ lên chuyến bay vào lúc 10 giờ 55 phút ngày mùng 10 tháng 11, nhưng do ảnh hưởng bởi cơn bão ở Seoul, nên chuyến bay chở đoàn Hoa hậu đã phải rời đến 14 giờ chiều cùng ngày, đến 17 giờ. Top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 mới có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trong ngày 11 tháng 12, Top 3 đã có buổi giao lưu trực tuyến đầu tiên với một số tờ báo. Tuy nhiên, Á hậu Kim Duyên chỉ tham gia vào buổi sáng, đến chiều cùng ngày cô đã vắng mặt. Chỉ có Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Thúy Vân tiếp tục lịch trình làm việc. Đại diện truyền thông của Á hậu cho biết, vì sức khỏe không tốt nên Kim Duyên đã hủy lịch phỏng vấn với báo chí chiều 11 tháng 12 để vào viện kiểm tra. Đến sáng 12 tháng 12, Cô đã khỏe lại nên tiếp tục hoàn thành công việc cùng Khánh Vân và Thúy Vân. Trong ngày Kim Duyên phải nhập viện thì Hoa hậu Khánh Vân cũng gặp sự cố với chiếc vương miện Brave. Theo đó, trong các bức hình được đăng tải khi tham gia một sự kiện với báo chí, khán giả dễ nhận ra vương miện của tân Hoa hậu đã bị gãy. Sau vài ngày đăng quang, nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối về chiếc vương miện có giá trị lớn dù không được ban tổ chức tiết lộ trước những sự cố mà Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 liên tục gặp phải sau khi đăng quang chưa đầy một tuần nhiều khán giả nói chung cũng như cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp nói riêng đã bày tỏ sự lo lắng